Rồi, chào tôi đẩy anh em nhé. Hôm nay lại làm video giới thiệu về các loại khuôn bên mình. Thì bên mình có hai loại khuôn, một là khuôn đóng, hai là khuôn đổ. Thì cái khuôn đóng cái này cũng dùng một thời gian rồi nhưng yêu cầu nhiều bác lại yêu cầu đặt hàng. Thì em lại làm lại cái khuôn đóng này cho anh em. Đây là viên kẹo khuôn đóng đã chạy qua lòng nhé. Đây là khuôn đổ. Thì các bác đã biết đấy, khuôn đổ ấy thì là một lần 6 viên. Đấy. Đây là khuôn 635. Hai nhìn rõ không ạ? Đấy. Viên kẹo rất đều. Cũng rất đẹp luôn, độ chuẩn xác nó khá là cao ạ. Đấy. Bây giờ em làm kia em đổ ra nó cũng nhanh đâu mà. Đây thao tác chỉ cần đây. Làm cho bác xem này, một lần nữa. Anh em nào chơi nhiều, chơi hội 2-3 người thì lấy một cái khuôn này về làm rất tiện. Rất nhanh luôn này. Thấy chưa? Các bác nhìn kẹp, kẹp đều này. Đấy. Thì đun rồi, đun chảy ra. Đun chảy ra múc rồi, đổ vào đây thôi. Đấy. Đổ vào cái là nó gạt ra này, bóp vào đây, mở ra. Mở ra. Mở ra là có kẹo. Đấy. Đấy. Mở ra là có viên kẹo luôn. Có nhìn anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Rất tiện, rất nhanh. Đấy. Đây là khuôn đóng. Khuôn đóng này nó có hai chốt nhá. Một là chốt váy lông, một là chốt váy sâu. Đấy. Em nhìn rõ không? Đấy, hai chốt này. Khuôn này là khuôn 15 lỗ. Bây giờ làm thủ công không có eto thì sẽ phải vặn ốc vào như này. Nếu có eto anh em có eto anh em làm ấy, kẹp eto vào làm nhanh lắm. Vặn ốc vặn chặt rồi, không thì kẹo nó lại có 3 viên. Sẽ giới thiệu cách làm cho anh em luôn, anh em là chơi mua về chơi, anh em biết. Đây là cái máng đổ, chưa? Cái máng đổ. Đấy, đặt ở đây. Đặt đây. Đặt xuống như này. Đấy, anh em múc chì. Nhìn thấy không? Em múc chì nóng sẵn, lấu sẵn này. Nó đổ vào. Đổ vào xong rồi. Bỏ nó ra. Lá này ngủ đây nha. Sẽ nằm lại nhé. Mà nó nguội nhanh thì nó chỉ nó sẽ không xuống hết đấy. Đặt sát rồi. Sát rồi nồi chỉ này. Chỉ nó nhiều cắn lắm. Tăng bếp nguội mất rồi, chọn rồi. Chỉ nhiệt độ nó nguội rất nhanh, anh em làm mà không ấy là cái nào nó sẽ hết luôn, nó nguội luôn, nó không kịp xuống. Đấy, xuống hết tất cả các lỗ rồi, rồi có khả năng kẹo nó sẽ bị hỏng một lỗ hai lỗ. Đấy, rút ra chưa. Đấy, anh em nhìn đây. Đây là cái máng đóng. Đây, cái mặt này đặt vào đây. Cái này em chốt đây. Chốt để nó giữ định vị nhé. Đây là hai cái chốt để anh em mình lựa chọn. Đấy, một chốt sâu, một chốt lông. Sẽ chọn cái chốt sâu này là. Rồi.
chốt đây, rồi mở này ra. Okay. Anh em cắt váy. Xong một lượt, nếu mà cảm thấy mà con dao mà cùn này nó váy méo ấy, em lại đặt cái này vào, cắt lại một lần nữa. Được chưa? Còn bây giờ em cảm thấy nó ok rồi ấy, thì em sẽ mở nó ra cho anh em xem. Em đập này mục đích để cho cái kẹo ở trong này nó lòng ra, đến lúc mình mở ra cái thì nó có luôn. Ôi, mở ra được luôn, anh em nhìn thấy chưa? Viên kẹo rất đều, rất bóng, chưa? Viên kẹo rất đều luôn. Sẽ lấy ra cho anh em xem váy ở đó. Đấy, váy rất đều, váy dày. Anh em có nhìn kỹ không ạ? À đây. Đấy, em cầm cái để cái máy quay em không nhìn thấy. Thấy chưa? Đấy. Em có thể nhìn này. Rất đều luôn, rất bóng. Một lần làm 15 viên. Làm cũng khá là nhanh thôi. Cầm điện thoại quay rõ hơn cho anh em xem được chưa? Nhìn chưa? Đấy, viên kẹo rất đều nhá, rất đẹp. Chưa? Nhìn kỹ chưa? À, đấy, cái vân này đầu tiên là do anh em mình kẹp này, giờ nếu mà có cái tô kẹp. Đấy, hết luôn nhé, không còn một tí vân nào luôn. Nó rất mỏng ơi, cái vân này nó mỏng như một tờ giấy. Đấy, em di một cái là hết, không còn cái vết gì luôn. Được chưa? Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại. Đấy, quên chưa giới thiệu số điện thoại của em, 0963797736. Được chưa? Em cung cấp đầy đủ hết tất cả, đây là khuôn đổ kẹo của em. Đấy. Khuôn đổ kẹo. Làm rất nhanh. Khuôn này 635. 635 5.5. Đây là khuôn đóng 5.5. Khuôn kẹo đóng GSB rất chi là đẹp. Đấy. Em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại nhé, 0963797736. Đặt kẹo, đặt củi, đặt cành, đặt khuôn thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại cho em. Đấy, cái vân này anh em có cái, anh em làm chuyên nghiệp anh có cái rổ. Đây thì em chỉ làm khuôn lên thôi, chủ yếu là quan trọng là anh em nhìn cái váy này. Nó rất đều. Thấy chưa? Em nhìn cái váy nó rất chi là đều luôn. Quan trọng là cái váy nó đều. Cái đầu nó bóng. Còn cái vân này này, cái vân này là cũng rất quan trọng, nhưng mà cái vân này do lúc mình vặn ốc nó không chặt. Nó sẽ hơi via một chút. Đấy, mình sẽ xử lý nó đi này, xử lý cái nó được ngay mà. Làm nhiều có cái rổ sắt cho vào sóc lên một cái là hết mà, đúng không anh? Đấy. Nó mỏng, nó mỏng như tờ giấy đấy, cọ cái đi luôn này, hết luôn này. Đấy chưa? Rồi, chào tạm biệt anh em nhé. Anh em có nhu cầu liên hệ số điện thoại cho em nhé.